các đòn chân cơ bản mang số từ 1 đến 9 ở trình độ sơ đẳng. Đòn chân tấn công số 1. Chân trái móc, chân phải đạp vào gối. Lặp lại. Đòn chân tấn công số 2. Chân trái bọc sâu chân của đối phương. Đánh gối phải vào mặt trong đùi. Lặp lại. Đòn chân tấn công số 3. Chân trái bọc phía sau hai chân đối phương, đánh đầu gối ngang đùi. Lặp lại. Đòn chân tấn công số 4. Móc vào hai nhượng chân, đấm thẳng trái vào bụng. Lặp lại.